Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Tấn Huy. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa tài chính ngân hàng tại trường đại học University of Reading. Thì mình trong khóa học này thì khá là bổ ích và nó cung cấp rất là nhiều cái kiến thức background về kinh tế và tài chính. Thì và cuộc sống ở Reading thì cũng rất là vui. Thực ra thì đó là một cái vùng town nhỏ ở Anh Quốc, nhưng mà nó rất là thanh bờ đồng sinh viên. Người Việt ở đây thì không, tuy là không đông nhưng mà rất là vui vẻ với nhau. Em có thể nói cho các bạn sinh viên Việt Nam sắp sửa mà đi qua Anh Quốc học á, là khi em mới qua bên đây thì em có những cái khó khăn gì ban đầu hay không, rồi mất thời gian bao nhiêu để em hòa hợp vào với cái cuộc sống mới tại UK? Thì thật ra thì khi mà mới qua đây thì tất nhiên ai cũng sẽ gặp những cái bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng mà thực tế thì khoảng các bạn vừa cả, thứ nhất là thầy cô và bạn bè bên đây hỗ trợ nên cũng không khó khăn lắm để mà hòa nhập cuộc sống ở một môi trường mới ở Anh Quốc. Thì quan trọng nhất mình chỉ có một lời khuyên cho các bạn là nên chuẩn bị tất cả, nói chung là mình nên đọc trước những cái văn hóa sách báo ở Việt Nam về nước Anh và cách học, nói chung là mình có thể nghiên cứu tìm hiểu về những bạn bè mà đã đi trước từng học ở Anh để mà mình lấy được những kinh nghiệm. Tên là Lễ, hiện mình đang học MSc in International Business in ở Henley Business School. Thì nếu mà bạn nào thích một cái môi trường mà để dạy về những cái mà chiến lược của công ty, hoặc là những để sau này các bạn phát triển lên về cái gọi là mảng tư vấn cho các doanh nghiệp, hay là bạn nào mà muốn gọi là mở một cái doanh nghiệp tư nhân hay là những cái nào, thì bạn nên theo đuổi cái khóa học này. Thì cái khóa học này thì người Việt hay là nói chung là người châu Á rất ít, đa số chỉ là những người gọi là bản xứ học. Cho nên nếu mà bạn học cái khóa này thì bạn cần phải trau dồi thêm và nhiều cái khả năng listening tốt thì mới là có thể gọi là dễ dàng bắt kịp hơn so với lại trong lớp. Được rồi, thạc sĩ về tài chính ngân hàng và chủ yếu em học với nền tảng của Economics, nên cái luận án tốt nghiệp của em á là em làm về xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những cái chính sách cho vay ở những ngân hàng chính sách tại Việt Nam và những cái nước đang phát triển. Thì hy vọng với cái dự án này thì mình có thể giúp được những cái vùng quê nghèo ở Việt Nam, những cái người mà chỉ cần thu nhập, chỉ cần khoản vay khoảng vài trăm ngàn, 200-300 ngàn Việt Nam, nhưng mà người ta có thể thay đổi cả một đời của người ta. Thì đó là cái hy vọng của em về cái luận án này có thể giúp được gì đó cho những cái người nghèo đó sau khóa học. Còn em thì cái của em về international business là cái của em về luận án của em là về là làm sao mà để các công ty có thể global, làm sao nó để trở thành một tập đoàn gọi là đa quốc gia, làm sao mà để gọi là viết vào những trước khi đến đây mình được biết trường này là một trường dạy theo kiểu truyền thống, nhưng mà khi đến đây rồi thì mình nhận thấy là cơ sở vật chất thì cực kỳ hiện đại, thì nhất là cái trường nhà Henley Business School thì mới xây cái đây vài năm thôi, rất là tốt, cho nên là nó rất hỗ trợ rất là nhiều cho các sinh viên quốc tế. Về cái sự giúp đỡ của trường đối với sinh viên quốc tế thì theo mình cảm nhận thì rất là tốt, đặc biệt là cái khâu đầu tiên, cái khâu visa thì trường rất là tận tình trong việc giúp đỡ mình, như là mình có gặp một số khó khăn về giấy tờ thì một số cô đã giúp mình rất là tận tình và cuối cùng mình đã có được visa. Thì còn có những dịch vụ khác như là có những cái tiết là mentoring hay là peer supporting, thì như là các bạn sinh viên giúp đỡ sinh viên quốc tế thì cũng có tổ chức để giúp cho các bạn sinh viên quốc tế thì đỡ thì bỡ ngỡ khi đến trường này. Chào các bạn, mình là Nguyên, thì hiện tại mình đang học marketing and management ở Henley Business School cùng với anh Nam luôn. Cái lúc sau ở trường thì có phòng thư viện riêng cho bạn, có người
lau dọn hàng ngày cho bạn luôn. Bếp thì rất là rộng, nói chung là mọi thứ rất là ok. Còn theo mình biết thì những người bạn của mình mà ở riêng 3-4 người thuê chung một cái nhà thì cũng rất là gần trường, có thể share chung với nhau mọi thứ. Còn về đồ ăn thì thật sự là bọn mình có một bí mật là chuyên đi tìm những cái chỗ mà có những cái chợ phiên giống như ở Việt Nam vậy đó, cứ 2 tuần thì mở một lần hải sản, rồi hàng tuần cuối tuần thì có chợ bán về trái cây hoặc là rau tươi. Thì thật sự nếu các bạn muốn biết chỗ thì không hề mắc, đồ ăn cũng như là giá ở Việt Nam thôi, nên nói chung chị nó không đáng quan tâm. Mắc nhất là tiền đi lại thôi, nếu mà đi chơi nhiều thì phải tiết kiệm chút xíu. Cái mà sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên châu Á nói chung bị rào cản lớn nhất đó là khả năng mà tranh luận với lại bạn bè quốc tế và đóng góp ý kiến trong bài giảng. Bởi vì cái thứ nhất là sinh viên mình rất là nhút nhát, cái thứ hai là mình tự ti về ngôn ngữ của mình, và cái thứ ba là mình không có active, mình không có tự tìm đọc những cái article. Về vấn đề làm bài thì ngoài tài liệu sách vở mình còn phải tự chủ động đọc thêm journal hoặc là article từ những báo quốc tế để có thêm kiến thức cập nhật. Văn của Nam là về cái gì, Nam là dự kiến của em làm những gì sau khi xong chương trình thạc sĩ tại Reading? Tính làm về ô tô, thì sau này muốn là khi cầm cái bằng này về sẽ lên một nước mới trong nghề nghiệp. Chỉ là làm về B2B chứ không phải là B2C nữa. Thì do đó mình tính làm cái đề tài về là xong marketing được những cái thương hiệu ô tô ở châu Âu là cách nào đem đến Việt Nam và ứng dụng được ở Việt Nam như thế nào để thành công. Kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Hiện bây giờ tôi đang đứng tại Đại học Reading University UK. Đứng bên cạnh tôi là bạn Uyên. Như các bạn cũng đã biết rồi, Uyên đã được một còn phần học tại Reading University. Thì hôm nay rất là vui được gặp lại em có thể giới thiệu cho các bạn học sinh biết là em đang học cái gì ở Reading và những cái thành tựu gì vậy. Hiện tại thì mình đang học undergraduate ngành Finance and Investment Banking tại Đại học Reading. Và cụ thể hơn là mình học ở ICMA Center của Đại học Reading. ICMA là viết tắt của từ International Capital Market Association. Mình rất là tự hào về trường mà mình đang học, tại vì ICMA Center được đầu tư bởi một hệ thống financial market lớn nhất ở châu Âu, tên là International Capital Market Association. Và trường của mình đang học cũng có một trading room lớn nhất ở châu Âu. Thì điều đó làm cho mình cảm thấy rất là tự tin về khóa học mà mình đang học. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a firework, come on show them what you're worth, make them go as you shoot across the sky. And let it shine just up.
you.